Ok, Sẹo Hổ Báo xin chào tất cả mọi người. Anh là boy miền núi, chàng trai phố núi đã xuống miền xuôi. Đây. Rất đẹp trai, một con đực tuyệt vời mà may mắn mình kiếm được ở sưu tầm được ở trên cao nguyên đá Đồng Văn, là cái nơi sinh của cái con mục cọc này. Giống chó hơ mông cọc đuôi, giống chó sống cùng gắn bó với đồng bào hơ mông ở vùng Tây Bắc, vùng miền núi Tây Bắc. Tập trung chủ yếu ở trên cao nguyên đá Đồng Văn, gồm mấy huyện của tỉnh Hà Giang. Gọi nó là cọc núi đá này là như vậy. Sẹo. Vì sao em có tên là Sẹo? Đây. Vì sao em có tên là Sẹo? Nhìn người em sẽ rõ là tại sao em lại có tên là Sẹo. Bởi vì người em rất nhiều sẹo. Hổ báo cáo tròn nên là gọi nickname là Sẹo Hổ Báo. Lùi lại đây tí. Đứng ra đây cho mọi người ngắm đã. Đây. Nhìn nhìn cái chân của con sao bản. Chân sau nó thẳng tắp này. Chân sau nó thẳng tắp. Và cái chân cảm tưởng là cái chân của nó rất là mảnh, chứ nó không có bụ chân. Còn cái đầu của nó thì đây. Không có cái gì để cho sẹo tập trung về đằng trước nhỉ. Đây, mọi người có thể nhìn này. Đấy. Nhìn cái chân sau này. Đấy. Ok, giờ ngắm mặt. Ngồi xuống. Sẹo ơi, nhìn đằng trước. Đấy, đây là cái mặt khi tập trung. Nét mặt ra khi tập trung. Đấy. Này. Cũng không hôi lắm. Mùi nhẹ thôi. Không có hôi. Đây, đấy, con cọc. Đây là con cọc khi mà mình bắt nó đã trưởng thành. Thì mọi người có thể cảm nhận được cái tính cách của con chó cọc bản. Đây là mình bắt khi nó đã trưởng thành. Mới về đây được khoảng gần một tháng thôi. Nếu hôm nay là chưa được một tháng.
cho mọi người xem nó cái biểu hiện của nó. Có cái gì để cho em tập trung ở đằng trước nhỉ? Để anh lấy cái gì anh ném. Xem nào, có cái gì để ném nhỉ? Lấy bao thuốc ném nhá. Không, đi na. Đi na, đi na, đi na. Đấy. Để mọi người nhìn cái gọi là cái biểu cảm của nó, con chó. Ngửa mặt lên. Rồi, ra chơi đi. Nhưng mà không được gạ gẫm chị Dina đâu. Không được gạ gẫm chị Dina này, chị Dina bực mình là chị Dina bụp cho đấy. Chị Dina ra đây ngồi đây tí để quay em sẹo một tí nhá. Nhá. Ngồi đấy để quay em sẹo một tí. Yên, Dina yên đấy. Yên yên yên, yên, yên đấy, yên đấy. Sẹo ra đây xem nào, sẹo ơi. Sẹo. Đây để quay cái thần thái của nó luôn. Sẹo. Ông đái lắm thế. Con chó Tây. Dina. Ok. Và con chó ta. Nè. Con chó Tây. Hai giống chó có thể nói là hai giống chó đều là hai giống chó làm việc. Con Rottweiler nó cũng là một con chó làm việc. Con mông cọc cũng có thể coi nó là một con chó làm việc. Kinh ơi, Kinh, Loki, Bruno, không ổn, Kinh. Đấy có còn cái lên giống nó có mùi là đực nó rất là ồn ào, nhất là khi mà có con nữa cùng được thả ra. Kinh không ổn. Sẹo vào đây nào, sẹo ơi. Sẹo. Sẹo ơi. Con Kinh không ổn. Cái con Bắc Hà non nó kêu thì này mấy con rốt lại sủa chửi, thành ra nó ồn ào. Thôi được rồi. Dakota. Dakota. Không ổn, kệ em đi. Nó trẻ ranh không chấp. Kinh. Kinh ơi. Thôi đã cô. Thôi đi na, ngồi xuống đi đi na. Nằm xuống. Đi na đang tỏ ra khó chịu với lại việc sẹo làm phiền. Bụp. Bụp cho nó chặn. Nói là không được rồi còn cố tình. Sẹo ra đây xem nào. Sẹo. Thôi đừng làm phiền chị nữa. Làm phiền chị bụp cho giờ. Sẹo ơi. Đấy, nghe thấy gừ chưa? Nghe thấy gừ mà còn cố tình là chị bụp cho đấy. Ok, thôi cho sẹo vào. Chào mọi người nhé, giới thiệu với mọi người một chút về cái con hơ mông cọc đuôi chuẩn ở trên bản. Và cũng chuẩn theo cái các cái tiêu chí của cái giống chó này, gọi là cái bản tiêu chuẩn của giống chó. Mọi người đăng ký kênh
và bấm chuông theo dõi để xem các video tiếp theo. Nhà mình thì có rất nhiều chó bản. Xin cảm ơn mọi người đã xem video và chúc các bạn vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you.